nếu ngại mặc áo giả dáng dài vì dìm chiều cao, bạn hoàn toàn có thể xem xét áo giả dáng ngắn item dự là sẽ gây sốt suốt mùa đông 2018. Mùa đông mà không có áo giả cũng giống như ăn phở không hành vậy, nhạt nhẽo và vô vị cực kỳ. Sau sự lên ngôi của áo giả dáng dài, áo cánh dơi thì năm nay, ngôi vương thuộc về áo giả dáng ngắn. Không còn già cỗi hay cổ lỗ sĩ, khó miss đồ như trước kia. Các phiên bản áo giả dáng ngắn năm nay lại xinh yêu vô cùng, hợp với mọi người, đặc biệt là những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Có thể nói, thị trường áo giả năm nay vẫn khá sôi động. Đa phần mẫu mã đều có thiết kế oversize rộng rãi, rất trẻ trung và rất Hàn Quốc. Vì đặc điểm không ôm sát, không chật ních khó chịu nên item này, ngoài việc đem lại sự thoải mái, còn giúp bạn giấu dáng cực kỳ hiệu quả. Instagram A.Sersum. Thêm vào đó, màu sắc áo giả năm nay cũng tập trung vào các tông trung tính như be sáng, ghi xám, nâu nhạt, nên sẽ biến công cuộc lên đồ của bạn trở nên dễ dàng hơn. Cảnh vào đầu bước tay để chọn áo miss cùng sẽ không còn nữa. An toàn và hợp lý nhất là bạn cứ miss cùng áo trắng, đen, nâu, be, ghi là được. Còn nếu muốn phá cách hơn, bạn cũng có thể tham khảo tông xanh dương dịu mắt. Thêm một lý do nữa khiến áo giả dáng ngắn gây sốt ở Hàn Quốc, đó là nó hợp để mix với mọi kiểu chân váy lẫn quần dài. Dù kiểu bạn chọn có dáng ôm hay dáng suông trên xòe rộng, đặc biệt, độ dài vừa phải của nó sẽ siêu hợp với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Thích mặc áo giả nhưng ngại những mẫu dáng dài, đẹp, trendy, có tính ứng dụng cao lại khắc phục được nhiều vấn đề vóc dáng. Chẳng trách áo giả dáng ngắn được yêu thích nhiều vô cùng. Tổng hợp, Agil, người đã chia sẻ, thấy hay thì xem ngay.